trên đầu vậy. Nhóng giò lên vậy. Ồ, có mận ăn nữa nè. Lấy ra bỏ thùng đi. Ê dạ, xuống đi. Đi, giờ nó rỗng tẻ rồi. Chào cả nhà. Im. Im. Thành ra anh đang chăm xăng. Vô chiếc vô lãi, chiếc vô lãi này mượn. Bữa nay mình tụi mình lại tiếp tục xuống cái cù lao hang ổ của quỷ dữ có đài. Ồ, nước rồng, nước đen rồng chạy khỏe. Tầm chín giờ tao áo vác nè, áo vào tay nè, thì hết đều. Vừa đó mũi cắn mê luôn. Đại mũi hả? Ừ. Đeo. Đâu hả? Không, mũi cũng kiếp, miếng vàng cũng dữ dằn luôn. Đâu? Thì sao buộc đầu mà đi buộc đít? Đi. Rồi. Ở đây hay không? Sao không nhủi cái đầu lên vô? Thôi đen, cho vô cái đạch luôn đi. Sao không nhủi cái đầu vô kỳ vậy? Cho vô đạch luôn đi, chọn tới cho vô đạch luôn đi. Nhủi để cái đầu vô. Rồi, ok. Rồi, đi về phải đến đến đôi giày 42. Ủa, trời, bỏ. Cua hả? Hả? Bắt cua tèo ơi. Mấy mình đã tới chỗ rồi. Ở đây gì? Kêu kia gì? À, hồ hào sâu hả? Hồ sâu. Hồ sâu. Đây đâu cái hồ sâu là ở đâu cũng không biết được luôn. Mà bên cù lao Tân Phú á. Mình nghe cái tiếng động ù ù đâu bên mé hướng này nè. Có cái lò phóng thanh ở bên đó nữa. Hình như cái đầm Quảng Canh đâu bên đó. Còn bên đây là cái mũi hướng ngoài này là nãy hướng vô của tụi mình, hướng này là hướng sông Cửa Tiểu, hướng sau lưng là mấy là sông Cửa Đại về Bến Tre. Nó cách cái khu hôm rồi tụi mình đi bắt được một ba ổ trứng là nó khoảng nếu tính đường bò nó khoảng hơn cây số lận. Tại vì nếu mà mình hôm rồi thì mình đi hướng trên này nè, còn bây giờ mình đi xa hơn tí. Cuộc đời là khúc hát chưa chào đó, ảnh là khúc hát dành tặng những anh hùng. Ê, quên nữa, hôm em có đọc cái bình luận hỏi anh vậy chứ. Dạ đâu tao đi khảo sát không. Trời, kêu lấy cái da với cây gừng queo lên vừa khảo sát. Có cái anh bạn nào đó hỏi anh vậy chứ, hồ từ 20 mấy năm nay đi đào rắn có đào được hũ vàng lần nào chưa? Chưa. Có chưa. Theo em là có quả vậy. Có đào được một nguồn hũ, hiện tại giờ còn đang ôm hũ đó ngủ hàng ngày luôn á. Mình góc này có hàng có dấu không? Hả? Có hàng có dấu không? Tại vì dầm không này. Cái sao nó già lên. Có thể có cua.
Hang cua hả? Cua. Cua sao ở rừng khô dữ ta? Có cua luộc à Tèo ơi, khỏi làm sao nó bụng Tèo ơi. Ngày nước ngập đâu lên tới được tới đây. Mình ở ngoài đây cái con nước đang lớn. Đâu? Mà trong rạch đây thì nó khô queo à. Giờ nó lớn chưa? Đây có chỗ có đây. Chưa tới mức. Mũi này thấy chưa? Chuẩn bị có mũi đốt nha anh Tèo ơi. Ủa đâu có quần dài mặc vô rồi? Anh nhìn này. Mũi lớn. Mũi anu kem không à? Đây có rắn hổ sáp không anh nha? Còn mấy gầm không hả? Có chứ, cũng phải có chứ, mà ít chứ. Cùng hang. Thấy đi ráo. Sợ khỉ bắt sao? Khỉ hãm hả? Dạ dữ rồi. Mình bắt được ngốc cà na. Na đâu? Ừ. Mình có ở đây. Nhìn đi chen như trái cà na luôn. Đâu? Ốc lá này là ốc lá. Không biết ăn được không mà. Nó bự lắm. Con nó sẽ bự nữa. Chỗ này thất bại rồi. Giờ đi qua chỗ khác. Đi vô ha, tải ra anh Giang. Nè, nè, chị xuống. Thì tụi mình mới vừa phát hiện ra ở chỗ này có ốc len. Anh Giang lượm được hai con rồi, bỏ anh đây nè, bự lắm. Đây là con ốc len nè. Có hai loại. Một loại cái miệng này nè, nó dày, một loại thì miệng mỏng. Nhưng mà cái con miệng dày ăn ngon hơn con miệng mỏng. Nè. Đi cầu nó đi ẻ rần rần đây nè. Đó. Bãi này nó mới nằm sáng này. Sáng đây đây con nữa nè, dừa trong cái dừa đó, thẳng luôn tại cái tay đang nằm á, nằm á, đi thẳng vô luôn, rồi nó đổi cái, ừ, đúng rồi. Hay quá anh Tèo, trong đây có ốc len nè. Chỉ một con là mới được hai con. Ừ. Ê, lên trên đây nè, đó luôn á. Đó, thấy anh không? Đâu, không thấy. Đó, à, rồi. Thấy rồi. Rồi, có con chả bự kìa. Con chả ngồi cộm luôn. Thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng tới, thẳng tới, thẳng tới. Thẳng lên luôn. Nghe cái tàu lá bị gãy thòng xuống á. Trên, mấy trên, tàu lá trên, tàu lá trên. Ừ. Yếu quá tao ơi. Luôn cái đường. Mũi đây thì vô địch. Lỡ xuống mình cặp mé mình kiếm ốc len nữa đi. Đi rồi ha, là treo ghe. Cặp ghe vậy nè. Ghe đi nè. Đi vậy đó hả? Ừ. Có cái mình lụm luôn. Còn anh Giang với anh Tâm thì thả vô trong đây rồi. Điểm này là điểm thứ 3. Hai điểm kia thất bại hoàn toàn. Có phát hiện kỳ đà mà bắt không được. Rồi
Cái điểm thứ ba thì ảnh yên tâm vô khảo sát trước, có gì cho mình hay chạy vô sau, rồi trở ra luôn rồi. Tay chân hà rồi nha, cắt đó. Hai con ốc len anh Giang anh vừa bắt, con nó bự nè. Wow, con này mà nước đây. Dừa một cái ha. Rồi tẹo đi anh mét đó đi kìa. Ủa nãy dục đen con nữa rồi mất tiêu luôn ta. Hả? Nãy có con dục đen nữa nó mất tiêu rồi. Tại dữ vậy chạy vậy. Thôi trời ơi nó bự kìa. Ủa? Ê không phải. Ốc len, ốc len, ốc len. Ốc len. Cãi nữa. Cũng cãi nữa hả? Một con cái loại cái môi mỏng, môi dày. Cái này môi mỏng nè. Thì ăn nó nhẫn hơn môi dày nhưng mà nó là ốc len. Nè, nó ốc len, cãi không? Anh mới cãi em á. Nó hai loại. Vô. Bà con. Bỏ cái lôi luôn. Rồi lấy mẹ luôn. Nhà cái. Có mấy cái con còng còn đẹp đẹp. Nó đỏ đẹp đẹp. Có con màu xanh nữa kìa. Bà kia. Ê, ê nè nè. Nè nè nè. Ốc len kìa nó bự kìa. Ôi ôi nó bự con tay á. Tay cái luôn. Con rạm nó bơi gì anh Giang? Uro. Không có con rạm nó bơi kìa. Đâu? Nghe lá uro luôn á. Bỏ lên. Rồi cái lá trên này. Cái lá bự kìa. Này len nè. Thì nè nó cũng là ốc len vậy. Nha nè. Lượm dưa con nãy chỉ lượm dưa. Rồi. Lượm đưa em đó. Rồi. Đời là thấy ngốc cái khựng lên liền. Thấy ngốc liền cái khựng lên liền luôn. Nhỏ con này nhỏ. Ồ. Con đúng rồi, con này không phải. Con này đâu phải. Đâu? Nè. Yeah. Nó bể miệng. Không phải. Không phải con này không phải. Bắt luôn. Luôn. Ăn cho ỉa chơi. Mà ngày ấy thơ ngày em đua đòi cuộc sống cao sang. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ngồi qua. Bên đây đó nó không bỏ ra. Bên đây có. Một con ba khía nữa. Nhiều quá, nãy giờ ốc len cũng được nhiều lắm á. Rồi mấy ốc len này nó bò tứ tung luôn. Nãy giờ nó bò tứ tung luôn nè. Bò hả? Ừ. Hả? Sao? Nè. Nói sao à? Nó ngóc đầu lên hả? Hút vô hết để tụi mày bò ha. Tụi mày mà bò được với tao hả? Vô hết. Quá đã. Dựng lên gì? Đó.
Nè, vô. Đi đi. Ui, ông Lê ông nằm kỳ quá hả? Không sao, sớm quay về. Nó có rồi, nhiều bả không có đâu. Đi ta. Bên nó có rồi đó, nhìn nhìn cái hình bên đó là có đó. Đây tôi đã nói với ba tôi, nếu chiều nay không có lương này, tao sẽ đâm ông thầu. Kì vậy, chưa đâm thầu. Mẹ tới làm trong thứ bảy có lương mà không có lương đâm thầu chứ sao. Sao nữa, đâm thầu rồi sao nữa? Rồi mới vô trại giam Đồng Phú đó hả? Nãy giờ cũng bọn quá, hơn nửa ký. Bà mẹ ơi, cuộc đời sống sao cho vừa nè. Tâm nó kêu rùm đánh kìa. Dù nơi xứ người nhân phiêu bạc bán thân cho trời. Giang chậm lượm con cái con ngay cái miệng thùng luôn để nó bò ra hết. Ủa mà giờ đây dù sao thì nó tôi vài bước đi. Nước mắt chan cơm mẹ ơi, nỗi đau mình tao. Nó kêu đâu trống á, nó có phát hiện gì trống rồi. Lại điểm cũ rồi, giờ lên điểm cũ rồi. Cái điểm này kiến vàng cắn tưng bừng luôn. Mấy ông, mấy cái ông đực về đó. Ba ao trứng là phải tới, có tới phải 6 con chứ. Mình bắt được mấy ba con à, còn 3 con nữa. Hả? Ôi, gì? Cái dàn hang này có gì giống vậy? Đây nè, ra coi. Ê Tâm, này ông Nghĩa là ông Len. Len ừ. Nè, Len ừ. Ốc Len môi mỏng phải không? Len hả? Len hết đó. Ốc Len môi mỏng thì hai loại. Loại môi mỏng và loại môi dày. Này đặng ra 4-5 con luôn. Trời ơi, dân đi bắt ốc Len đây là ốc Len binh. Rồi sao? Ốc ta ốc Len rõ ràng này. Nè. Nè, ốc Len giúp vậy? Nó hai loại, một loại môi mỏng, một loại môi dày. Nè môi dày nè. Nè môi mỏng nè. Con môi mỏng nó ăn nó thịt nó nhẵn nhẵn hơn. Nó không ngon bằng con môi dày. Rồi có nước dừa là nó chảy không? Rồi có nước dừa vô là nó ngon đều hết. Đi thôi, vừa đứng lại là mũi nó bu quốc liền hả? Kìa, nó bu kìa, lợi luôn. Vô bỏ. Giữ cho hen. Ờ, có nè. Có rồi đào. Đào đi. Kìa hen giống vậy đó. Kìa hen nè. Hen kế cho mày đào, mình đâu thấy đâu. Mấy tông á. Nó quần cài cho bắt hôm á. Còn dữ lắm. Thôi cái lửa bỏ túi nữa tèo. Chú không ai đây thôi, chú hút hút rồi. Có nè.
Trời đất ơi. Trời đất ơi. Con nước quý rồi đó. Nước quý rồi cho tôi có điện hút. Đến nước theo rồi mình ở. Rồi luôn anh nha. Gì? Hút phà rồi khói thuốc ra đẩy ra đi. Cho cái mũi nó không bu. Giật lá này. Thì em châm mũi, em châm đốt luôn đi cho. Ok, anh coi khói đốt. Đốt cho nó khói lên, nó không có mũi. Mũi anh đưa vậy. Thôi anh đào ngay, cho nút lên đây. Đào trong đi hút. Đào nút mình thở không nổi đó. Đốt luôn. Nách này tối đó, nách gì nữa. Nó ngon, ngon dưỡng hang rồi. Đào uống hết, còn gì nào dưỡng. Đào bánh chành luôn hang rồi. Hết đi lường trổ luôn. Đây. Đâu? Không đâu. Phân mới gầm nó là vậy đây hả? Phân mới gầm. Thì cái hàng cũ mình bắt được đó nè. Chiều nổi xuống. Đâu còn hang đâu xuống. Đó, đó ơi. Vừa này coi vừa kia có không? May mắn là có đó. Ê, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Thấy không? Ừ. Ủa? Trứng nữa, trứng nữa hả? Trứng gì ấp nữa hả Tâm? Này, trứng này ăn được không ta? Rồi, trổ luôn. Trổ đó hết luôn hả? Còn gì đi đâu? Ừ. Hả? Hết luôn. Ủa luôn hả? Trời ơi, uổng, cái hang dấu đẹp. Cái chỗ này hôm rồi bắt được con đầu tiên nè. Bao trứng, bao trứng với nở rồi một số con mấy gầm con nhóc luôn lừ ở đây nè. Bữa nay trở lại thấy có đống trứng ở ngoài đó sát bên với dấu quần, cái quần láng dữ lắm. Đúng rồi. Đi bắt cốt đèn. Chuẩn bị tới công chuyện nữa đó. Ôi quá. Cái mỏ mình không thấy không? Lấy cái đèn ra. Đèn này. Này hổm đậu dâu. Con dâu anh ơi, coi đi. Đây. Cái cục đất này nó sẽ dài không? Hút lên hết rồi. Anh nói sao nghe vậy đi. Cái đường cãi thầy dài vậy. Cái thầy mới đẻ. Anh nói không có coi là không có coi. Đừng cãi lắm mà. Đứng nào anh? Nghe đứng nào? Nhưng mà nói đừng biết đừng chặn đầu dòm. Chối nó. Dọn lên đó. Nó này. Đâu đâu đâu. Rồi rồi rồi, lụm rồi, lụm rồi, lụm rồi. Đó, trời ơi. Hai bà con nữa coi, một ổ nữa coi. Ổ. Từ từ nha, coi chừng nó vùi lên đó. Cái đầu đi lên đó. Con này cũng vừa chứ không bự như mấy con không. Nè nè, phan phan anh nha. Nè anh cầm cái đèn đi. Anh cầm cái đèn nữa. Đó nè, coi nè. Đúng rồi. Đã. Nhìn cái màu nó kích thích quá. Đẹp. Làm thế này, chắc con này con đực quá. Còn đi mới còn ngon. Hết đi rồi. Ê ê ê ê ê ê. Hết đi. Nhỏ nha. Nhỏ. Cái móc này móc ra.
từ từ cái đầu nó thấy không, cái đầu nó luồn thấy ghê không. Ê. Ôi ôi đã còn một tí không, còn một đã chưa, trời ơi không tới ký quá à. Chú điện thoại nha, tới không anh Giang? Ừ. Tới không, con này tới ký không? Không, không tới. Túi này dành cho bắt đói gầm đầu lại. Nửa cái túi quyền thôi nữa hả? Còn nữa coi. Một con nữa coi. Phần nãy con mới tin mà. Rồi hết luôn. Hết luôn hả? Vậy nó còn cái ghê hồn luôn mà tôi. Còn phút nữa. Phút đây ra ngoài nữa. Chừng trăm mấy mét nữa hả? Thôi để gắn đi xíu ra mình lụm lên đi. Đi khéo khéo rồi chừng đạp đó. Thôi nữa nè anh Tèo ơi. Đừng mơ ốc len nữa. Cả đống luôn đây, ốc len môi mỏng không à. Dưới trong đây nữa nè. Nó nè, được mớ nữa nè. Dưới đây hai con nữa. Hai con nó nhỏ, ăn không đủ. Rồi. Nó quất xong nó quay đi, nó quay lại lại nữa, nó xịt vô cho một miếng. Rát. Giờ mở cái vàng ấy, ác dữ quá. Ừ. Ta đã còn cháy. Vũ cái nón cái vàng ca, quá rồi kiến vàng nha ca. Trời ơi kiến, quá rồi kiến, đây xích xích đi. Mày tai hả? Kiến thiệt mà. Trời ơi. Ai có cái hàng bự như chưa. Ây da. Đánh mũi mà đánh vô mặt mình luôn. Trời ơi, sao mà con luôn. Trời ơi. Trời ơi, hai gì? Vậy cùng đây. Trời ơi, uổng. Chị này mới có đúng 2 giờ. Mà trời thấy thu vậy. Ủa, dấu bóng dữ gì vậy. Chỗ này cách chỗ bắc hồi nãy xa lắm, cách chỗ bắc ở dưới hướng này nè cũng hơi xa xa đó. Nãy giờ tụi mình lặn lội lên tới đây rồi, này gần chỗ bắt con trăng hôm rồi hả anh Giang. Ừ. Ê đang coi ngách đó đó. Ừ.
sầu á. Trời ơi, hàng trăm con muỗi luôn. Chú Trần con mà con đi hết rồi.
hay nhất luôn. Trời ơi, nó nè, nó nè. Bóng kìa. Chưa thấy nó mà mình thấy cái hang nó bóng. Rút đuôi vô hả? Bên nào nó cái rọt đó. Trời ơi. Bự, con này bự á. Từ từ nè, từ 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 từ. Rồi giờ lấy gì đựng? Không có mang ba lô theo. Cầm. Trời đất ơi. Rút đi nữa, đang chuẩn bị lột hay gì á, thấy da nó sần dữ rồi. Thêm một con nữa. Thôi mình điện anh Tèo kêu sách vô ta. Thôi coi. Tèo anh biết đường đâu vô. Tèo lỡ quá đi lạc thấy bà luôn. Tèo chưa đi vô đây lần nào mà. Nào nó cái rột luôn hả? Ừ. Vậy là nó bị tróc lưng rồi. Tầm nó kìa, trong nữa kìa. Từ từ đi, coi cái đầu nó đâu. Rồi đứt đuôi. Đâu đứt? Chứ sao đuôi bị gì á? Thẹo. Mới thẹo mới nè. Bị con gì cắn kìa. Con gì ăn tới khúc nguyên khúc đuôi luôn. Bự á, con này bự. Ê, bự như vậy. Trời ơi, con này ký 3, ký 4 á. Trời ơi, bự đã. Bự hơn con nãy nhiều rồi. Đâu, nãy khúc nào đâu. Nãy những cái rột luôn mà. Quá trời mũi. Nè, cái này. Có người ta yêu cầu anh cho xem cái nanh nó thử coi. Lấy được không? Được chứ. Từ từ cẩn thận anh ơi, khéo khéo kỹ kỹ anh ơi. Xịt không ta? Không. Không sao, không thấy nanh nó ta. Nó ra. Nanh nó có khúc khúc à? Ờ. Ê, cái nọc nó dính trong cái giá sắn xuống đất cho nó dính. Thúi quá. Đi. Đi. Rồi. Mày cầm vậy luôn hả? Nó, cái chỗ nào? Đi ra nó luôn. Chỗ nào Tâm? Ôi! Chỗ nào? Rồi thêm đường con nữa. Tại vì mình không có mang ba lô theo. Là do hồi nãy mình bắt ở dưới đó đó, hướng dưới đó đó. Rồi mới ra ghe. Ra ghe tính dự định là đi về. Nhưng mà Tâm nó hú lại. Hú lại rồi hai anh em mình mới lội bộ đi vô. Nhưng mà thấy cái địa hình lầy lội với phần nữa. Cây cối tùm quá. Mang cái ba lô đi theo nó mệt dữ lắm. Tại vì có con rắn trong đó nó nặng. Cho nên mình bỏ nó ở lại ghe. Có anh Tèo ngoài. Đợt này giao em. Sao vừa anh? Mình bỏ cái ba lô lại trên ghe rồi anh Tèo ngoài luôn.
Rồi hai anh em mình chạy vô đây đào bắt đường con nữa. Bây giờ bây giờ không có cái túi lưới. Kỹ kỹ nữa anh ơi. Đừng có cắt đứt. Cái tay đó, chừng cái miệng cái tay nó đó. Bậy quá anh ơi, gì vậy? Rồi, ơi. Không dừa. Dừa. Sao dừa? Sao dừa nó dừa. Thôi quá. Tại lộn nó ăn cá mà. Trời ơi. Đi lát kiếm cái thùng bự bự hơn anh ơi. Sao dừa nó. Nó cầm vậy đi, cầm vậy đi. Dừa. Vô. Ồ, cái này nó mới mục. Mục rồi. Cái đuôi nó bị ấy đi kìa. Tét chảy máu lum rồi. Nó bị con gì ăn hay là nãy anh sáng trúng đó anh ơi. Nãy anh nạo trúng cái đuôi nữa đó. Nào đứt cái đuôi nữa luôn. Thiệt là tội nghiệp không. Được rồi, vậy được rồi, lá kiếm cái bình bự hơn anh ơi. Anh nhét không có được đâu. À, anh nhét không có được, cầm vậy đi. Hai cái khác. Được. Khi mấy à? Tội nghiệp nó chảy máu ầm lum rồi. Con này về nhà chắc sống không nổi quá. Vậy hàng mới không à, mấy hàng mà nóng lạnh luôn giấu, nhưng mà biết sao giấu quần có, nhưng mà hàng đóng dành, đóng dành nhỏ thôi, dán thôi à, còn thôi để dành. Mà quái là bự ra không ai, da cái da cũng bự lắm, rồng quái một cây. Còn đẹp mà muốn đào không có là uổng hang mà chết nè chứ. Quất luôn đi. Uổng gì đâu. Chuột. Ê, ê thấy đuôi rồi. Thấy đuôi kìa. Nó thấy đâu kìa. Ừ. Trời ơi, cái giống vậy mà sao mày dưỡng hang được. Thấy cái đuôi luôn. Mới gì dịch lên là thấy cái đuôi liền. Trời ơi, cái miệng em nó linh dữ vậy trời. Mới ba con là ba con. Đó. Trước này nè. Không trước nữa. Trước này nè. Bên đây nè, rút bên ngách ừ. Đây nè. Cái đuôi bị giăng ra nó giăng ra đi. Thấy chút mà vậy? Hả? Không phải. Dạch lá ra không coi. Chạy lẹ lắm. Ê, sao không lấy cái con nó xích ra là để đi đâu đó trời. Nó rú rồi rồi. Nó chạy lẹ lắm đó anh. Bỏ cái thùng nè, nó cất nhét lại. Đây chứ chặt cái cây á, nhét vô. Đó, rút đuôi rút ạ. Giờ mà đại rút ra, đừng vừa dòm ra. Từ từ. Ngược qua đây, ngược qua chân anh á. Ê, mình đạp nó ra. Lúc mà. Mình đạp một lúc luôn. Hết chạy, con này nhỏ. Giữ lọt không? Hả? Lọt. Sao? Nhưng mà bắt được phải giữ lọt thôi. Đó, bự. Bự nữa. Bự nữa chứ không có nhỏ đâu. Tới lọt kìa. Tới lọt luôn. Không? Đó, anh nói hàng này nếu mà chưa. Có là phải giữ lọt. Chưa. Tróc nó. Chưa tới. Bự nè. Cá nè. Cá à? Úi da. Úi. Cá cái quá. Ba con. Con này cũng ngoài 1 ký nữa rồi. Đậu cày hết. Bỏ cái đít ra, cái đuôi trước. Sao bỏ kỳ vậy? Bỏ cái đầu không bỏ, bỏ đi, đuôi.
đựng kiểu mới. Được không? À, bỏ kia bỏ vô luôn. Đó, kia là bỏ vô. Thôi đào xong đi, thôi đào bỏ. Này. Trời, có nút này, tôi đóng nút này hay không? Nút bằng cái trái dừa nước. Mới chưa mới có lú ra hà, mà cái hang đi vậy mà cái còn ló đuôi không, ha không. Hang đi vậy mà nó có ló cái đuôi nó ra múc ngoài đây ngon ha. Bên kia ổ đứng rồi, ra đến đây không gặp ổ nào trời. Thì bên kia nó động nó tuôn qua đây. Cái bàn kia nó đẻ mà nó động nó tuôn qua đây. Cái con này nó tuôn qua. Cái chỗ đó hình như cách mình, cách chỗ này con rạch, mấy con rạch lận phải không anh Giang? Ừ. Chỗ mình bắt ba con được rồi. Rồi xong. Này ra bỏ luôn vô. Thêm đường con nữa. Xé chạy ra, xé chạy được tiếp lên. Đu được gì cắn rồi. Rái cắn không? Nãy dịch vàng anh sấn trúng rồi, anh đối thừa con thẹo. Không phải. Chọc vào vỏ cho nó rút ra. Không được được đâu. Đầu ra. Quý này đầu bự vậy. Ôi đâu có quý cái đầu bự hết nổi luôn rồi ơi. Đâu được coi. Đóng nút lại. Cái thùng chắc hơn đó. Nói cái bờ này nó còn một đoạn nữa, xa lắm. Muốn ngoài. Nhưng bây giờ nhóm mình đi chiều rồi. Còn 20 phút nữa 3 giờ. Cho nên tụi mình tranh thủ bây giờ ra về, hẹn bữa khác trở lại. Tại vì đường về mình đi đường sông á, cái đường về nó hơi lâu, tại vì tới nhà sợ tối. Cho nên giờ nhớ mình đổ ngược ra đi về. Tạm biệt cả nhà mình luôn nha, hẹn gặp lại. Xe chạy vô ngay chỗ tội luôn á. Chỗ nào? Chỗ nói chuyện không hết á. Ừ. Tạm biệt cả nhà. Bữa nay đi được 3 con. Ở đây có 2 con, còn ở ngoài ghe có 1 con nữa. Một lát ra mình dồn vô cái bao lưới rồi mình cần thử. Với một mớ ốc len, gần được 1 ký ốc len. Đã luôn, bữa nay đi phê luôn. Nay đi sang lòng đây mới tụt vô đây mới biết cuộc sống này. Vậy là cái điểm này điểm mới luôn hả? Ừ. Đúng. Con dấu à? Đâu? Đừng nói gì lắm nữa nha. Hả? Nè. Dấu nè. Tội ra rồi. Đi tụt lên đây rồi. Thôi dấu rồi nội ơi. Thôi ơi. Thì dấu trăng quá. Này trắng không phải trăng đâu. Trăng. Quất. Ăn cua hả? Ừ. Này giống như đi ăn thôi mà. Vậy là cái chỗ này điểm mới, mới phát hiện. Cái khu rừng lá này mình đi ghe đi lại khó khăn, cho nên cái điểm mình phát hiện nó khó lắm. Đi đại thì nó sẽ ra những cái bờ cao. Mong cả nhà hãy ấn cho tụi mình một lượt chia sẻ, một lượt thích, một lượt đăng ký, một lượt bình luận. Và để được xem video mới nhất thì cả nhà mình hãy ấn cái chuông ở bên cạnh. Cảm ơn cả nhà. Tè chửi tâm nãy giờ luôn ha anh Tèo. Gì đây thằng nó bài đi đâu. Lưỡi rồi trống, chiều tao công chuyện rần rần, điện thoại rần rần luôn.
Điền nãy giờ gần đây nè. Chị em hết di chuyển nổi rồi anh Tèo ơi. Thể cho em có con cua luộc cái đây. Thấy còn hai con luôn hả? Thử coi nó ngon không? Hả? Hai con, hai con. Hả? Hai con. Thể cho con cua luộc đó đi. Một con hòa, một con hà. Thử cái nó ngọt ra độ ngọt cái cỡ nào. Anh Tèo hay quá. Rồi anh luộc cua. Chín chưa cha? Chín cờ đủ quốc. Nước hết bình ga luôn. Ừ, sao nước chứ vậy? Ui, mới... Được mà. Ôi cha. Có mưa ớt nữa kìa. Nè, xong lửa về sạch sẽ đi. Cho dưới sạch sẽ đi. Chưa trẻ sống luôn rồi. Trời ơi, xin nó mà. Xin nó mà. Chết cha. Mày kẹ nó nặng thêm được miếng nữa. Nhầy luôn. Nặng thêm được miếng nữa. Nước kẹ lại, nước kẹ tối. Ê, cái đầu móc ngay đâu. Không thấy đường nữa anh ơi. Xin không nhớ. Rửa đi. Kệ cha. Tôi cho nó tắm bụng vừa. Bự con này bự quá. Ba con, cần thử cái ba con nhiều. Trời ơi. Khoảng 5 kg á. Bạn có thì bao nhiêu mấy? 4 kg, 4 kg 4 rưỡi. À cho mấy con kg vậy? Nồi bột hết bột ra 300 g. Dí sình luôn. 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi trừ 300 g đi. Còn 3 kg 2. 7 lạng gì? 3 kg 2. 3 kg 2 vậy còn 1 kg mấy? 3 con.